Tăng cáp dây văng đầu tiên ở công trình cầu Rạch Miễu 2. Sáng ngày 31 tháng 7, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận phối hợp với các đơn vị thi công tiến hành căng cáp dây văng đầu tiên tại dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2. Bó cáp được căng ở trụ tháp P20, một trong hai trụ chính của công trình. Bó cáp thứ hai ở trụ tháp P19, trụ chính còn lại, sẽ được căng sau khi hoàn thành căng bó cáp thứ nhất. Đến dự và chứng kiến đơn vị thi công căng cáp dây văng đầu tiên của dự án, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, bày tỏ sự phấn khởi và hoan nghênh các nhà thầu, đơn vị thi công, các cán bộ, kỹ sư trên công trường đã nỗ lực, quyết tâm thi công dự án đạt tiến độ và đến nay đã thực hiện kéo cáp dây văng đầu tiên của cầu chính Rạch Miễu 2 là rất thành công. Theo thông tin, dự án cầu Rạch Miễu 2 đang thi công vượt tiến độ so với kế hoạch. Trên công trường, các đơn vị đang nghiêm túc triển khai thi công 3K, 4 kíp và tất cả cùng quyết tâm hoàn thành dự án vào ngày 2 tháng 9 năm 2025 như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Được biết, đến nay tiến độ thi công đã hoàn thành được 55,90% tổng thể toàn dự án, cơ bản đáp ứng theo kế hoạch. Phần cầu chính cầu Rạch Miễu 2 đang vượt hơn tiến độ 5%. Dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 và đường dẫn nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre dài khoảng 17,6 km, trong đó riêng cầu Rạch Miễu 2 dài gần 2 km. Cầu được thiết kế 4 làn xe cơ giới vận tốc 80 km/h và 2 làn xe hỗn hợp. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, khởi công cuối tháng 3 năm 2022. Dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 và đường dẫn kết nối quốc lộ 1 tại nút giao Đồng Tâm thuộc địa phận Tiền Giang, cách thành phố Mỹ Tho khoảng 4 km về phía nam. Điểm cuối của dự án đấu nối với quốc lộ 60 thuộc địa phận Bến Tre, cách bờ cầu Hàm Luông khoảng 700m. Được biết, giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 đến nay đã giải ngân được 523,4 tỷ đồng trên 900 tỷ đồng kế hoạch vốn đã được bố trí, đạt 58,16%. Theo đó, gói thầu XL02, dự án cầu Rạch Miễu 2 do liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Trung Chính, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Nam 18, E và C thi công. Dự án này được người dân hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang và cả người dân tỉnh Trà Vinh rất chờ đợi, giải tỏa áp lực cho cầu Rạch Miễu hiện hữu vốn đã quá tải trầm trọng. Theo thông tin, trung bình mỗi ngày đêm có khoảng 23.000 lượt ô tô các loại qua cầu Rạch Miễu, trong khi cầu chỉ thiết kế cho 6.000 phương tiện qua lại mỗi ngày. Việc quá tải khiến tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Riêng các ngày cuối tuần, lễ, Tết, mật độ phương tiện qua lại cầu Rạch Miễu càng tăng đột biến. Đơn vị vận hành thường phải thực hiện các biện pháp đóng mở tuần tự các chiều giao thông, biến cây cầu thành đường một chiều những lúc cao điểm. Đẩy tiến độ giải ngân thêm 11.000 tỷ đồng tại dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2. Thông tin về tình hình thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 giai đoạn 2, Vụ Kế hoạch Đầu tư Bộ Giao thông Vận tải cho biết, với tinh thần làm việc 3K 4 kíp, tính đến giữa tháng 7 năm 2024, lũy kế khối lượng công việc hoàn thành tại dự án đạt hơn 42.700 tỷ đồng, công tác thanh toán đạt gần 31.300 tỷ đồng. Đảm bảo nguồn lực thi công dự án, Vụ Kế hoạch Đầu tư đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng ngay khi có khối lượng theo đúng quy định. Tại dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, trường hợp hoàn thiện được thủ tục để thanh toán, có thể giải ngân thêm 11.000 tỷ đồng từ dự án, Vụ Kế hoạch Đầu tư nhận định. Đánh giá khối lượng giải ngân các dự án cao tốc Bắc Nam tương đối cao, nhưng chủ yếu tập trung vào các công trình trên tuyến, cầu, hầm, trong điều kiện mùa mưa sắp đến. Vụ chuyên ngành của Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị các chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tăng tốc tiến độ thi công nền đường để bảo đảm tiến độ tổng thể của dự án. Trước đó, báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, Vụ Kế hoạch Đầu tư cho biết, trong tổng số 62.600 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương được Thủ tướng Chính phủ giao, tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân được khoảng 27.500 trên 62.600 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch được giao. Chiếm tỷ lệ vốn giải ngân tương đối cao trong năm, tại thời điểm báo cáo, dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đã giải ngân 16.765 trên 30.507 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch đáp ứng với tiến độ yêu cầu. Dự kiến trong tháng 8 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ sẽ giao bổ sung 8.680 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023. Nguồn vốn này dự kiến sẽ bổ sung chủ yếu cho các dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, khoảng 6.300 tỷ đồng để tiếp tục triển khai. Vì sao đoạn quốc lộ 18 qua thành phố Cẩm Phả thường xuyên bị ngập lụt?
Sau cơn bão số 2 đổ về, nhà chị Nguyễn Thị Oanh, trú tại tổ 2, khu 10, phường Quang Hanh, nằm ven quốc lộ 18, đoạn qua phường Quang Hanh ngập trong nước. Lúc ấy là nửa đêm, mất điện, nước bất ngờ ập tràn vào nhà, cả nhà chỉ kịp kê những đồ dùng nhẹ lên cao, sáng ra, giường, tủ, bị nước ngâm làm hỏng hết. Đoạn quốc lộ 18 qua khu vực này, cứ có mưa lớn là nước tràn lên mặt đường rồi chảy vào khu dân cư. Chị Oanh buồn rầu nói, khu vực tổ 5, khu 10, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, có mấy chục hộ dân sống cạnh một con suối nhỏ song song với quốc lộ 18. Nhiều năm nay, cứ có mưa lớn là nước tràn trên quốc lộ rồi ngập băng con suối chảy qua khu dân cư. Có năm, mưa lớn làm ngập mái nhiều hộ dân, trận mưa đêm 22, rạng sáng ngày 23 tháng 7, nước tràn vào nhà tôi làm hư hỏng nhiều đồ đạc, chị Ngô Thị Hiền, trú tổ 5, khu 10, phường Quang Hanh chia sẻ. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh, sau cơn bão số 2 gây ra, đoạn từ km 136 đến km 138 trên quốc lộ 18, đoạn qua phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, đã bị ngập từ 0,2 đến 0,5 mét, khiến lực lượng chức năng phải phân luồng giao thông, đi theo hướng đường bao biển Hạ Long, Cẩm Phả. Theo người dân địa phương, thì nguyên nhân cơ bản khiến đoạn quốc lộ nêu trên thường xuyên bị ngập cục bộ là do hệ thống thoát nước dọc rất hẹp. Một số điểm lại không được nạo vét thường xuyên khiến bùn, đất lấp đầy. Khi có mưa lớn, hệ thống thoát nước không phát huy được công năng nên đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ. Ngoài ra, ở hạ lưu con suối từ khu 10 đổ ra biển tại địa phận khu 9 của phường này lại rất hẹp. Trên mặt suối lại có một số công trình cầu vào nhà dân làm rất dày, khẩu độ hẹp, gây cản trở dòng chảy. Nhiều điểm trên con suối này lại bị cây cỏ mọc kín, đất đá không được thường xuyên nạo vét. Phía thượng nguồn thì có nhiều áng nước, suối, nhưng ở điểm cuối thì chỉ có một lối thoát nước duy nhất, lại bị công trình dân sinh làm ảnh hưởng dòng chảy, nên ngập lụt thường xuyên, anh Lê Ngọc Long ở khu 10, phường Quang Hành đánh giá. Qua tìm hiểu của phóng viên báo giao thông, đoạn quốc lộ 18 từ thành phố Hạ Long sang thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, qua địa phận phường Quang Hành, thành phố Cẩm Phả, vốn chỉ có 2 làn xe, được đầu tư từ nhiều năm trước. Đến năm 2015, để đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng cao, cơ quan chức năng đã quyết định đầu tư nâng cấp đoạn đường này. Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Hạ Long-Mông Dương được khởi công từ ngày 2 tháng 9 năm 2015, được đầu tư theo phương thức BOT với tổng số vốn 1.400 tỷ đồng. Dự án hoàn thành sau hơn 2 năm triển khai và được nâng cấp rộng thành 20,5 m với 4 làn xe cơ giới, có giải phân cách cứng. Sau khi dự án hoàn thành, tại đoạn quốc lộ 18 qua địa phận khu 10, phường Quang Hanh, đặc biệt là ở điểm dưới đèo Bụt, thường xuyên xảy ra ngập lụt. Để khắc phục tình trạng này, cơ quan chức năng đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để làm hệ thống hồ chứa nước, khơi thông dòng chảy khu vực hang luồn để tiêu thoát nước về hướng thành phố Hạ Long. Nhưng còn một đoạn từ cây xăng đèo Bụt qua địa phận khu 10A, 10B, phường Quang Hanh dài khoảng 2 km thì vẫn chưa có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng ngập cục bộ. Vì thế, hễ có mưa lớn là cả quốc lộ 18 và nhiều hộ dân bị ngập sâu. Trao đổi với phóng viên báo giao thông, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Quang Hanh cho biết, vấn đề ngập lụt quốc lộ 18 và khu dân cư nêu trên đã được cử tri, nhân dân và chính quyền địa phương nhiều lần kiến nghị lên cấp có thẩm quyền nhưng chưa được xử lý. Đây là vùng địa hình rộng nhưng chỉ có một con suối thoát nước ra biển, trách nhiệm xử lý dòng suối thuộc về thẩm quyền địa phương. Còn hệ thống thoát nước trên quốc lộ là của công ty cổ phần BOT Biên Cương, vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Quang Hanh phân tích. Đối với các hộ dân có công trình cầu qua suối thiết kế quá thấp, ảnh hưởng đến việc thoát nước khi có mưa lớn thì vị này cho rằng, trước khi nâng cấp quốc lộ 18, người dân đã có cầu qua suối. Sau khi quốc lộ 18 được nâng cấp thì mặt đường bị tôn cao nên bà con phải nâng cầu lên thì mới vào được nhà. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cho kiểm tra, đánh giá lại các công trình cầu qua suối này, vị này cho hay. Ông Nguyễn Tuấn Đạt, cán bộ của công ty cổ phần BOT Biên Cương, đơn vị khai thác dự án, cũng thừa nhận việc ngập nước trên đoạn quốc lộ qua địa phận phường Quang Hanh khi có mưa lớn đã ảnh hưởng đến giao thông, đời sống dân sinh. Theo ông Đạt, hệ thống rãnh thoát nước dọc qua khu vực này do doanh nghiệp triển khai trên cơ sở hiện hữu quốc lộ 18 trước đây và đã quyết toán từ lâu. Đơn vị cũng thường xuyên nạo vét, khơi thông cống, rãnh thoát nước. Tuy nhiên, do khu vực này có địa hình rộng nhưng chỉ có một con suối nhỏ, nếu đầu tư nhỏ lẻ thì sẽ không giải quyết được tình trạng ngập lụt. Vì thế, cần phải có giải pháp tổng thể để chống ngập cho toàn khu vực này, trong đó quốc lộ 18. Hiện, doanh nghiệp đang có chủ trương phối hợp nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền, có phương án để xử lý hiệu quả hơn. Ông Đạt nói.